xem tử vi về tuần mới. Về top 7 con giáp may mắn được trời thương ban lộc hậu hĩnh, hút hết lộc trời, tiền tài thăng tiến, lộc lá thì đầy nhà. Trong 5 ngày tới, bắt đầu từ ngày 22, ngày 23, ngày 24, ngày 25 và ngày 26 tháng 11 năm 2022 về dương lịch, đây là những con giáp có hậu vận mỹ mãn, phú quý vô lượng. Dù là những thời gian khó khăn, nhưng với tốt những con giáp sau đây vẫn không lùi bước, không ngừng nỗ lực vươn lên. Trong những thời điểm này thì sự nghiệp của họ mới ổn định, ngày một phất lên như diều gặp gió. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất đó là con giáp người tuổi Mão. Theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra thì người tuổi Mão là người tính tình hiền lành và tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người. Nên con giáp này tâm tính rất tốt, luôn luôn sống lạc quan yêu đời. Chính vì vậy, dù họ gặp khó khăn, nhưng họ vẫn tự động viên bản thân cũng như là những người xung quanh mình. Trong thời điểm này, họ là con giáp có tài năng, có ước mơ hoài bão nhưng lại không gặp may mắn. Với con đường sự nghiệp của họ thường hay bị dậm chân tại chỗ, thậm chí là bị lùi bước. Nhưng với người tuổi này là người sở hữu một năng lực cá nhân tốt, nhưng vì họ chưa được gặp được quý nhân, chưa có cơ may nên không phát triển được nhiều. Và đúng thời điểm này thì tài lộc của người tuổi Mão mới vượng lên một cách trông thấy. Khi bước qua 5 ngày tới, tức là từ ngày 22, 23, 24, 25 và 26 tới, thì lộc lá của người tuổi Mão mới có hy vọng vượng lên. Bởi vì trong thời điểm này họ luôn luôn được quý nhân đưa đường dẫn lối, nên tài lộc của họ rất nở rộ. Và con giáp người tuổi này trong thời điểm này thì họ làm đâu thắng đó, đầu tư kinh doanh thường thu hái được rất nhiều thành công, trong công việc luôn luôn suôn sẻ, giúp cho họ có nguồn thu nhập cao cũng như là cuộc sống cực kỳ hạnh phúc. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai đó là con giáp người tuổi Sửu. Trời sinh những người tuổi Sửu là người có tính cách chăm chỉ siêng năng, luôn biết nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm những cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác thì người tuổi Sửu là người không ngại đối mặt với mọi vất vả. Ngược lại, họ cũng rất muốn thử thách những chông gai hơn để rèn luyện bản thân ngày càng tốt hơn. Và trong cuộc sống này thì con giáp nào không chịu khổ được thì không biết. Nhưng đối với người tuổi Sửu thì luôn luôn sẵn sàng xông pha, vì họ tâm niệm rằng người nào có nhiều kinh nghiệm sống thì người đó rất dễ dàng thành công. Với những thời điểm này chính là giai đoạn thăng hoa nhất đối với người tuổi Sửu. Chỉ cần Sửu biết phát huy hết thế mạnh của bản thân thì Sửu nhất định sẽ tìm được cơ hội đổi đời. Đặc biệt là người tuổi Sửu nếu không trở thành đại gia thì cũng xây dựng sự nghiệp viên mãn, thăng hoa trong cuộc sống, hậu vận sẽ viên mãn một cách không ngừng. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba nằm trong top những con giáp may mắn trong 5 ngày tới, từ 22, 23, 24, 25 và 26 tháng 11 năm 2022 về dương lịch, đó là con giáp người tuổi Tý. Trong những thời điểm này có thể nói là khá thuận lợi đối với người tuổi Tý. Với bản mệnh đã có những cơ hội để khẳng định vị thế của mình, bạn có những cách giải quyết mọi vấn đề hết sức hợp lý, khiến cho ai cũng bị thuyết phục. Và tuy nhiên, bạn đừng vì mình mà gặt hái được thành công mà thành ra kiêu ngạo nhé. Với chuyện làm ăn tiến triển suôn sẻ, đặc biệt vào thời điểm cuối tuần, chính tài cho thấy bạn sẽ nhận được một khoản lương, khoản thưởng cực kỳ hậu hĩnh là do công sức bạn bỏ ra. Trong khi đó thì lại có thiên tài giúp cho bản mệnh phát tài đến bất ngờ hoặc nhận được tiền ủng hộ từ người thân thiết. Với người độc thân thì sẽ có chủ đào hoa. Nếu như mệnh chủ nên có thể nhận được tin vui vào cuối tuần thì bạn nên phải mở rộng lòng mình hơn để đón tình cảm đến từ người đó. Biết đâu hai người lại là một cặp đôi tiền định đó. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ tư nằm trong top những con giáp may mắn trong 5 ngày tới, ngày 22, ngày 23, ngày 24, ngày 25 và ngày 26 tháng 11 năm 2022 về dương lịch, đó là con giáp người tuổi Thìn. Với những khó khăn xuất hiện vào đầu tuần
không thể khiến cho người tuổi Thìn lùi bước. Ngược lại, càng khó khăn bạn lại càng cảm thấy hăng hái hơn. Và đến giữa tuần thì bạn có thể sẽ được tiếp xúc nhiều với công việc, giúp cho bạn khẳng định được thế mạnh của bản thân mình. Trên phương diện tài lộc thì có những dấu hiệu phát triển tích cực vào cuối tuần. Chính vì vậy mà đầu tuần chính là khoảng thời gian để bạn không ngừng cố gắng trong cuộc sống. Dù làm trong lĩnh vực gì đi chăng nữa thì bạn hãy chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực và vật lực để khi cơ hội đến có thể nắm bắt ngay, không để rơi vào tay người khác. Tuy nhiên thì trong ngày có Bạch Hổ mang lại điềm báo cho con giáp phát tài trong tuần này, cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình, bởi trong tuần này để kiếm tiền bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều, vì thế hãy chú ý khi tham gia giao thông. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ 5 nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 5 ngày tới, từ ngày 22, ngày 23, ngày 24, ngày 25 và ngày 26, đó là con giáp người tuổi Tỵ. Có thể thấy rằng trong tuần này là một tuần cực kỳ may mắn đối với người tuổi Tỵ. Ngay từ đầu tuần thì rất nhiều cơ hội ập đến tới tấp khi mà lãnh đạo giao cho bạn những công việc mang đầy tính thách thức. Bằng những khả năng của mình thì bạn có thể khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Với tài lộc sẽ có nhiều kết quả rực rỡ nhất vào cuối tuần. Còn người làm công ăn lương thì luôn gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc, nên các khoản thưởng nóng, khoản thưởng hoa hồng đều về túi dồn dập, đó là điều tất nhiên. Còn với người làm ăn kinh doanh thì bạn sẽ tìm ra được hướng đi mới cho doanh nghiệp của mình, mang lại những kết quả và kinh tế rõ rệt. Bởi vì trong thời điểm này có sao tử vi chiếu mệnh, nó mang đến thêm rất nhiều may mắn cho người tuổi này. Và tất cả những thách thức nó xuất hiện cũng là cơ hội tuyệt vời để bạn rèn luyện bản thân và khẳng định chỗ đứng của mình. Người càng trẻ tuổi thì càng nhanh chóng tìm ra phương hướng phù hợp cho chính mình. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ 6 nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 5 ngày tới. Đó là từ ngày 22, ngày 23, ngày 24, ngày 25 và ngày 26 tháng 11 năm 2022 về dương lịch, là con giáp người tuổi Ngọ. Đối với người tuổi Ngọ thì cũng gặp khá nhiều may mắn trong tuần này. Đặc biệt là trong những khoảng thời gian bắt đầu vào tuần mới thì bạn mạnh dạn nêu lên những quan điểm của mình và nhận được rất nhiều sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè cùng đồng nghiệp, nên sự nghiệp của bạn có thể sẽ bước sang một trang mới, không chỉ mức lương tăng mà địa vị trong tập thể cũng vững vàng hơn. Đường tài lộc sẽ đến vào khoảng thời gian gần cuối tuần. Đây là dấu hiệu cho thấy công lao của bạn được đền đáp xứng đáng. Thậm chí có người còn may mắn phát tài bất ngờ. Khi cầm tiền trong tay, bạn thường có một xu hướng là tiêu pha cho thoải mái bất cứ món đồ nào mình thích. Nhưng tuy nhiên, dù có đang rủng rỉnh tiền đến mấy thì bản mệnh cũng cần phải có cách sử dụng những khoản tiền trong túi của mình làm sao hợp lý hơn, không nên đua đòi bằng người này người khác. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ 7 nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 5 ngày tới, từ ngày 22, ngày 23, ngày 24, ngày 25 và ngày 26 tháng 11 năm 2022 về dương lịch, đó là con giáp người tuổi Hợi. Trời sinh những người tuổi Hợi là người có tính cách hiền lành, nhẹ dạ và luôn chờ đợi một cơ hội tốt đến với mình. Không như những người khác sẽ tự mình tìm cơ hội, nhưng người tuổi Hợi lại là người sống hết mình và sống có trách nhiệm với bản thân. Họ thường tin rằng sự chăm chỉ của mình sẽ tạo được những cơ hội tốt. Và theo tử vi trong tuần mới, khi bước vào 5 ngày tới thì dự báo người tuổi Hợi cần phải chuẩn bị một tinh thần, bởi vì quý nhân và thần tài vẫn đang đợi bạn ở trước mắt. Chỉ cần bạn không ngừng chăm chỉ cố gắng và những cơ hội đổi đời nó sẽ xuất hiện đến với họ. Và từ giờ đến cuối năm thì không phải lo lắng về chuyện cơm áo và gạo tiền. Trong những ngày sắp tới đây thì vận may của họ sẽ bất ngờ lội ngược dòng, giúp cuộc sống của họ thăng hoa một cách bất ngờ. Mọi khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa. Nhờ vậy mà rất nhiều cơ hội vàng nó xuất hiện, nên họ vốn là chăm chỉ, nên khi cơ hội xuất hiện đến thì họ sẽ tranh thủ nắm bắt.
rất dễ trở thành đại gia lúc nào không biết. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.